chào các bạn nhé. Hôm nay mình đã hết thời gian giãn cách rồi. Nên là mấy bố con anh em đi bắt cá ở ngoài ngoài hồ các bạn. Đây mình xin quay qua, đây là cái hồ cá của nhà mình. Còn đây là xí nghiệp may của gia đình. Thì cái xí nghiệp này thì nằm ở khu công nghiệp thị trấn Cửa Tùng nhá. À, bên này là sông Hiền Lương. Các bạn đang nhìn thấy đấy là cầu Cửa Tùng. Bên này là sông Hiền Lương. Đó. Bây giờ bọn mình chuẩn bị bắt cá nhá. Đây có mấy anh em chú cháu đây. Sao ngồi đợi xung xung thôi cái kia thủng à? Không nắm hai cái không một. Tình hình là rất khó. Rất khó có ăn. Ôi.
đi về. Tình hình là chúng ta về. À, con cần cầm dây cho bác. cầm dây. Ngã kìa. Hai cái mấy trăm. Đây các bạn, hôm nay mình đi thả cá nhưng đi bắt cá không được con cá đâu các bạn. Được mấy con nhưng mà cá nhỏ quá nên anh em mình quyết định là không bắt ăn. Về nhà thì xào ngan với xào ngan theo kiểu giá cây, ăn với cơm thôi. Hôm nay không có cá thì ăn thịt ngan vậy. Về hơi muộn nên là không quay được cái cảnh xào từ đầu nhé. Mình ăn thịt ngan với canh. Rồi cơm đã xong rồi các bạn. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình mình nhé. Đây, hôm nay cơm nhà mình có rau này, canh này, thịt ngan mình xào theo kiểu giả cây ấy. Tiết hôm nay thì ở nơi mình sinh sống thì đã hết cái thời gian giãn cách xã hội rồi. Bây giờ đang thực hiện theo chỉ thị số 19. Hôm nay các hàng quán và các dịch vụ khác thì đã được quay lại, trừ những dịch vụ như karaoke, massage, làm cơ sở làm đẹp, các cái thì chưa. Còn tất cả các hoạt động khác thì đã quay trở lại bình thường rồi. Thì hôm nay mình có đi bắt cá ở ngoài nhưng mà cá nhỏ quá không nên là anh em mình thả. Anh mình cũng mắc việc nên là không về nữa, về nhà luôn, không ghé để chơi nữa. Hôm nay thì nhà mình ăn cơm với mấy món này. Xin mời các bạn nhé.